Nhà bên kia kêu là tới thứ hai tuần sau lận mà. Cái gì phải đợi thứ hai tuần sau dữ vậy? Vợ nó muốn đi chó đi liền, coi như là tiễn nó đi có gì đâu. Đuổi tụi nó thì tụi nó ở đâu chứ? Anh á, ăn cái gì mà ác quá vậy hả? Hôm qua mới cho ăn gà ác đó. Hả? Đang quy hoạch hả? Đúng rồi, bạn tôi vừa mới gọi điện nói là cái khu nhà đó nó sẽ quy hoạch lại đó, mà cái giá cả là coi như là sẽ tăng lên, bà đừng có bán nha. Tôi chết rồi, phải làm sao đây? Tôi đã nhận tiền cọc của người ta rồi đó. Chết cha, vậy là tiêu rồi. Rồi nó sẽ tăng lên gấp đôi, có thể gấp ba đó. Phải làm sao bây giờ? Tôi đã nhận 50 triệu tiền cọc nhà rồi đó. Trời ơi. Thôi giờ vậy, tôi tính vậy bà có thấy có được không nha? Làm gì hành hạ bàn phím quá vậy? Bàn phím có tội tình gì đâu. Anh đi làm sớm quá vậy? Tới giờ trưa luôn rồi đó. Quay đâu mà sớm. Hôm nay anh được nghỉ buổi sáng, cho nên có thời gian rảnh rỗi uống cà phê và nhìn em hành hạ bàn phím nè. Có chuyện gì hả? Em sắp ra đường ở rồi đó. Sao ra đường? Em với cô Liễu thân lắm mà. Em với cô Liễu thân hả? Đúng rồi. Nhìn hai người giống như là hai chị em vậy trời. Mà chị em cùng cha khác ông nội á. Giỡn nữa, còn tâm trí đâu mà giỡn với anh nè. Mà nè, làm gì đến nỗi kiếm nhà dễ mà. Không dám dễ đâu ha, em ở chung với Harris nữa chứ bộ. Cho nên phải chọn nhà nào mà có sân vườn rộng rãi một chút. Mà mấy cái nhà kiểu vậy á, cao lắm, giá trên trời không à. Nè, nhà anh có sân á. Dạo qua nhà anh ở hả? Không, đâu kêu đâu. Anh là khoe nhà anh có sân thôi, nhà có trồng cỏ nữa. Nhà anh có nuôi bò không? Không, không nuôi bò không nuôi chó. Anh giữ nuôi bò lông chó mà. Hay. Alo, tôi nghe nè. Vậy hả? Biết rồi, vậy tôi về liền. Em về trước nha. Mà em. Hả? Nghe anh nói nè. Sao? Nhà anh có lầu nữa. Anh này, đang gấp mà còn giỡn nữa. Tôi đi trước nha, có gì em nhắn tin. Nè, đi cẩn thận nha. Ý cô là cô muốn tụi con giúp cô làm sao á để không bán được căn nhà này nữa hả? Phải. Hai người họ đang chuẩn bị đến đây. Nếu như mấy đứa làm sao làm cho mấy người đó thay đổi ý định, không mua căn nhà này nữa, thì cô sẽ thưởng cho mỗi đứa 1/5 tiền cọc. 1/5 tiền cọc? Phải. 1/5 tiền cọc là bao nhiêu vậy cô? Là 10 triệu đó. 10 triệu? Thiệt hả cô? Cô à, nhưng mà bây giờ làm sao để cho ông ta đổi ý định đi cô? Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đây, chỉ cần dựa hết vào đây, mấy đứa chỉ cần sáng tạo dựa trên câu chuyện căn nhà này phong thủy không được tốt lắm. Cứ coi như là cả nhà mình đang đóng phim đi. Đóng phim? Like a movie hả cô? Yes, movie. Nếu như ai trong mấy đứa diễn tốt nhất, cô sẽ thưởng thêm cho người đó 1 triệu. Nó đã muốn đi rồi em giữ nó làm chi, thì cho nó đi liền đi. Nhà bên kia kêu là tới thứ hai tuần sau lận mà. Cái gì phải đợi thứ hai tuần sau dữ vậy? Vợ nó muốn đi chó đi liền, coi như là tiễn nó đi có gì đâu. Đuổi tụi nó thì tụi nó ở đâu chứ? Anh á, ăn cái gì mà ác quá vậy hả? Hôm qua mới cho ăn gà ác đó. Hèn chứ cái mặt càng ngày càng ác à. Vì chuyện của chị Tâm Ý mà cả nhà ồn ào hết lên. Bên cánh hủ nội bộ lũng củng. Chú thì muốn đuổi đi liền, còn cô thì muốn giữ lại đến thứ hai tuần sau. Muốn đuổi đi liền, muốn giữ lại tới thứ hai tuần sau. Thôi đủ rồi, không có đuổi gì hết đó. Làm người thì cũng phải có lương tâm chứ. Thôi mà em, nó muốn đi để cho nó đi. Em đã nói không đuổi là không đuổi, đợi tới thứ hai tuần sau. Có cần phải ồn ào vậy không? Đi đâu tìm được một đứa như con Tâm Ý? Chỉ cần thêm cho nó chút đỉnh là giữ nó được thôi. Ông ngoại, sao mình phải thêm tiền vậy ông ngoại?
Mình chỉ cần mình giữ chị lại thôi thì chị sẽ ở lại mà. Con nói gì vậy? Không cần đâu ông, chỉ là người giúp việc thôi mà, mình đâu còn phải trả thêm tiền. Ây da. Trời ơi trời, y như thằng cha mày, nói tầm bậy thì giỏi lắm. Mình chỉ cần mình giữ lại thôi, không cần tăng thêm tiền gì hết. Vô cái miệng bây giờ nha, bậy bạ không à. Cánh tạ cũng bị lủng củng luôn. Chi thì muốn giữ lại vô điều kiện, còn ông thì muốn trả thêm ít tiền để chị đồng ý ở lại. Không trả thêm tiền, phải trả thêm tiền. Hả? Chị muốn đi hả? Ừ, mình chỉ nghe loáng thoáng thôi, chắc là vậy đó. Chị ơi, chị hả? Chị đâu vậy? Ủa, cậu tìm tôi hả? Nghe nói là chị nghỉ việc hả? Ủa, ai nói với cậu vậy? Mà phải vậy không? Chị trả lời em đi. À, thì à, có thể là vậy. Sao vậy chị? Thôi chị, chị đừng nghỉ. Sao vậy? Thôi chị đừng nghỉ. Ừ, chị hứa với em là năm sau phải đi học với em mà, nhớ không? Hay là vì tiền? Nếu mà vì tiền chị cứ nói em, nói mẹ cho. Không phải đâu mà. Chứ sao, nếu mà không vậy thôi chị đừng nghĩ. Tâm Ý ơi, con về rồi hả? Vô đây con nhờ một chút. Dạ. Cái gì vậy? Ủa thằng này đó, thấy bà nó té nó không thèm đỡ luôn trời. Như cô đã nói rồi, tuy là đã có kịch bản nhưng mấy đứa phải thực sự sáng tạo và phát huy khả năng diễn xuất của mình. Quý mẹ đặt. Cô đã phần vai hết rồi. Trước tiên Quốc, con sẽ vào vai thầy Pháp Trừ Tà. Thôi con không làm thầy Pháp Trừ Tà đâu. Tại sao? Cho con làm công an để bắt thầy Pháp đi. Vậy thì hết chuyện rồi, còn gì để coi. Vậy thì đành làm thầy Pháp thôi. Văn Quốc trong vai thầy Pháp. Juliet. Dạ. Con sẽ vào vai người bệnh truyền nhiễm. Hả? Con cũng cho là bác sĩ làm thằng bệnh. 10 triệu đó. Thằng bệnh. Julian trong vai người bị bệnh truyền nhiễm. Bà Mai. Dạ có con. Con sẽ là cô gái điên. Cô, con xinh đẹp vậy làm cô gái điên uổng lắm. Dài giọng mi nữa làm đi cô. Cái gì? Thường hả? Tự nhiên chịu qua tôi làm chi? Cô liễu quá phân sao thì làm vậy đi. Dạ được, cô gái điên. Bà Mai trong vai cô gái bị điên. Còn Mi, con sẽ vào vai cô gái nhìn thấy ma. Dạ cô liệu chuyện nhỏ. Diễm My trong vai cô gái nhìn thấy ma. Bản phần vai đã xong. Bộ phim Đừng Mua Ngôi Nhà Này